không bằng chính nhận mình. Tu đền đợi thiên cho rồi thì sao mới được đường rồi hoàn thiện. Tịnh đồ Phật giáo Hòa Hảo đời đời tri ân công đức quảng pháp lễ sinh của đức thầy. Quý vị khi phần muốn dạy phải nơi đi tiên và những dòng đồi đất của lãnh đạo đường Phật thiên.
cho dân chúng và nghiêm trọng bồi đắp cho lãnh đạo được phát triển sinh ra. Xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song, tôn quyền mãi mãi với hậu thế. Ước mơ của giới thần hoàng hậu và mặt con trên thế thiên đường. Toàn thể tín đồ và hoàng hậu quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.